máy đo huyết áp có nên mua hay không? Và Sơn xin chào bà con ha. Đây là máy đo huyết áp hàng Omron sản xuất tại Việt Nam, giá rẻ nè, và hàng Omron sản xuất tại Nhật, chính hãng luôn nha. Thì có rất là nhiều giá thành ha, từ tầm khoảng 1 triệu, 2 triệu đến 3 triệu và hơn nữa. Đó, chúng ta có nhiều sự lựa chọn. Vậy chúng ta có cần thiết phải mua hay không? Ngày xưa đó, ông bà mình khi khoảng trên 50 tuổi mới có triệu chứng là cao huyết áp và bệnh huyết áp. Còn bây giờ thanh niên và khoảng 20 đến 30 tuổi là đã bị cao huyết áp rồi, và bác sĩ bắt buộc là chúng ta phải uống thuốc hàng ngày để theo dõi. Là do cái môi trường mình làm việc áp lực hơn ngày xưa rất là nhiều, rồi cái môi trường bên ngoài, rồi chế độ ăn uống không tốt đó, thì nó sẽ làm cho chúng ta huyết áp bị cao, và ngày này qua ngày kia thì nó sẽ thành bệnh cao huyết áp luôn. Thì chúng ta có rất là nhiều sự lựa chọn đó. Ví dụ giống như một cái máy đo huyết áp như thế này, chúng ta về có thể đo cho bản thân mình và đo cho ông bà lớn tuổi, và đặc biệt ông bà lớn tuổi là bắt buộc phải có cái máy này rồi, tại chúng ta phải đo hàng ngày để theo dõi huyết áp và uống thuốc. Ví dụ như chúng ta huyết áp quá cao thì chúng ta có thể uống thuốc hoặc là chúng ta sẽ báo cho bác sĩ hay. Còn nếu mà chúng ta chưa có từng bị cao huyết áp thì chúng ta cũng có thể theo dõi thường xuyên đó. Thì một cái máy như thế này nó tầm khoảng 1 triệu, bảo hành 5 năm ha. Ví dụ bảo hành 5 năm mà chia ra cho một năm đó, là chúng ta sẽ có 200.000 đó. Chia ra một tháng thì chúng ta có khoảng 20.000 tiền chi phí tự khám bệnh tại nhà. 20.000 mà chúng ta đo cho cả gia đình luôn trong một tháng ha. Đó, chúng ta chỉ tốn pin thôi, hoặc là chúng ta có thể mua thêm một cái cục biến điện adapter. Đó, nó khoảng 200.000 thì chúng ta có thể sử dụng thay pin. Còn nếu như nhà mình thích những cái dòng mà sản xuất tại Nhật luôn thì chúng ta có thể chọn những dòng cao cấp hơn. Và đương nhiên những cái dòng của Omron từ rẻ đến mắc là vẫn đạt chuẩn chất lượng nha, theo tiêu chuẩn của Omron của Nhật luôn. Đó, tất cả đều được bảo hành 5 năm. Ngoài ra thì chúng ta có những cái dòng cao cấp hơn là cảnh báo đột quỵ nữa. Thì cô chú mình có thể liên hệ trực tiếp vào Sơn để biết thêm thông tin chi tiết, hoặc là mình có thể vào Sức Khỏe 60 giây để mình xem cách sử dụng của những cái máy như thế này nó như thế nào, có dễ xài hay không. Đương nhiên là rất là dễ xài nha, tại vì cái máy này là thiết kế cho gia đình đó, nên là cô chú mình thấy nó chỉ có một cái nút bấm thôi, đo và tắt một nút này thôi đó. Mình sẽ có 4 viên pin ở phía sau đây, rất là dễ sử dụng ha. Và một cái vòng quánh để mình đeo vào tay và mình cắm vào máy, chúng ta có thể đeo tại nhà rất là dễ đó. Khi đeo vào máy là chúng ta bấm nút, ngồi khoảng 1 phút là chúng ta sẽ ra kết quả được huyết áp tâm thu, huyết áp tâm trương. Bên cạnh đó thì chúng ta sẽ có bộ nhớ 10 lần để chúng ta xem lại nè, và chúng ta có là cả chức năng kết nối điện thoại nữa ha. Rồi chúc cô chú anh chị mình nhiều sức khỏe, có gì thắc mắc thì cứ gọi trực tiếp cho Hoàng Sơn. Và Hoàng Sơn nhắc lại nha, trong các cái thiết bị mà y tế gia đình á, mà chúng ta có điều kiện chúng ta nên mua á, cái máy huyết áp là cái đầu tiên ha. Còn những cái thứ hai đó là ví dụ giống như máy đo đường huyết để mình theo dõi bình tiểu đường, và những cái máy sau đó nữa là cái máy nhiệt kế để đo tráng thân nhiệt, sức khỏe cho gia đình. Và chúng ta còn có những máy như máy trợ thính và máy massage, những máy massage hướng dẫn để giúp cho thư giãn. Rồi chúc cô chú mình nhiều sức khỏe, tạm biệt.